Xin chào cả gia đình, xin chào đại gia đình. Ủa, em ghi giá rồi em chưa dán. 300 ngàn ha. Nguyên cái bộ này là 300 ngàn. Em không biết là gì nữa, máy nghe nhạc hay mấy gì không biết mà. Dán đâu, dán đây đi. Xin lỗi. À, cái hộp này. Ủa, còn gì nữa hả? Còn nhiều gì? Ủa, iPhone nguyên bọc luôn. Dây rút, dây ghét gì á, gắt ba lê gỡ, USB sạc. Cái này, cái hộp này là quyển sách với cái miếng hướng dẫn với cái đĩa ha. Đó nè, hướng dẫn nè. Trời ơi, cái máy có chút xíu mà hướng dẫn gì nhiều chứ gì. Đó là của thằng này. Còn cái hộp này là có cái miếng này, là của cái này em tháo ra ha. Còn hết cái đống này thì nằm ở trong cái hộp này. Đó. À, không biết cái hộp gì luôn, không biết để làm gì đó. Atok Lit gì. Dốt một ham độc. Đây. Cái này là dấu sấm sét. Bấm lên nè, đang sạc nè. À, quý khách thấy. Ở quý khách xem màn hình thấy nó giật nhưng mà ở ngoài là không có giật nha. Đây để gần coi nó giật không. Đó, ở đây quý khách thấy nó giật nhưng mà ngoài là thực chất là không giật nha. Nếu như mà giật, màn hình giật cái này làm tặng quý khách luôn nha. Hiện giờ đây là mở khóa nè. Cái này là cái lúc này gạt xuống là phá nè. Đó, quý khách thấy không? Phá nè. Đó. Mở khóa nè. Tức là giống như mình nghe nhạc hay gì đó. Đó, gọi nó tắt màn hình. Nói chung là em bấm sơ vậy đó. Đó, không biết sao xài nè. Giờ đâu có cái máy nào mà ba ly gử không biết nữa. Bên đây là tai phone nè, bên tay phải em là tai phone, bên tay trái là cái mic nè. Ngoại hình đẹp nè. Đây là thông tin gì đây, 2007 tới giờ. Ồ, dữ dàng. Nó cũ hơn từ cũ nữa. Rồi, ok nha. Đó. Nguyên bộ này là 300 ngàn. À, cái gì 4GB nè. Rồi, quý khách cô chú anh chị em nào nhắm xài được, biết dùng xài hay nghiêm cứu vậy đó, liên hệ em ha. Qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách của chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em. Và em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.